Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phá Án TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Gần đây, tình trạng giới trẻ phạm tội giết người ngày càng tăng, đặc biệt, nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng kinh hoàng lại xuất phát từ những lý do hết sức ngớ ngẩn. Như mâu thuẫn nhỏ trong khi nhậu, không hài lòng một ánh mắt thiếu thân thiện, va chạm xe trên đường hay đâm người chỉ vì cảm thấy bị quấy rầy. Sáng ngày 26 tháng 7, nhà ông Nguyễn Văn Hùng, 45 tuổi, ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre, tổ chức tiệc rượu, trong đó có anh Lê Văn Quang, 32 tuổi, cột chèo với ông Hùng và Hồ Thanh Nam, 19 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, rể ông Hùng, cùng dự. Trong lúc nhậu, anh Quang bảo Nam hớt kiểu tóc nhìn thấy ghét. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, anh Quang dùng đũa gõ vào đầu Nam gây chảy máu. Được mọi người can ngăn, Nam chở vợ về nhà ở xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang. Đến chiều cùng ngày, Nam rủ thêm 4 thanh niên khác từ Tiền Giang sang nhà ông Hùng tổ chức nhậu tiếp và đòi trả đũa việc mình bị đánh lúc sáng nhưng được ông Hùng can ngăn. Đến 19 giờ 40 phút, Nam cùng nhóm bạn từ giã ra về. Thấy khả nghi nên vợ chồng ông Hùng đã chạy xe đến nhà anh Quang để kiểm tra vì sợ Nam kéo nhóm bạn vào nhà đánh anh Quang. Nhưng khi đến nơi, vợ chồng ông Hùng đã thấy nhóm của Nam phóng xe từ hướng nhà anh Quang chạy ra ngoài. Khi vào nhà kiểm tra, ông Hùng thấy anh Quang đang nằm úp mặt xuống đất, trên người có 3 vết thương chảy máu nhiều. Vợ chồng ông Hùng chi hô và đưa anh Quang đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua công tác vận động quần chúng, đến chiều ngày 27 tháng 7, Nam cùng 4 đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Thanh Bình, 19 tuổi, Lê Văn Kiệt, 25 tuổi, Lê Văn Khang, 18 tuổi và Nguyễn Hữu Nghĩa, 18 tuổi, đều cùng ngụ tại xã Ngũ Hiệp, đã đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng khai nhận, sau khi rời nhà ông Hùng, cả nhóm chạy xe đến nhà anh Quang để cho Nam thực hiện hành vi trả thù. Lúc đến nơi, Lê Văn Kiệt, Lê Văn Khang, Nguyễn Hữu Nghĩa đứng bên ngoài cảnh giới, còn Nam và Bình đi vào trong. Thấy anh Quang đang nằm ngủ trên võng, Bình xông vào dùng tay đấm vào mặt nạn nhân, Nam dùng dao Thái Lan đâm vào đùi của anh Quang. Nạn nhân té xuống đất, Nam tiếp tục đâm hai nhát vào lưng anh Quang khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó cả nhóm phóng xe bỏ trốn. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Nam Hào, điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, qua khảo sát các vụ giết người do trẻ vị thành niên gây ra hiện nay có thể thấy đa số lối sống bạo lực, côn đồ, hung hãn. Đa số những người phạm tội giết người sống trong gia đình không có nề nếp, buông thả, ít được quan tâm giáo dục, lại chơi cùng bạn bè xấu, nên dễ hình thành nên những thói hư tật xấu và phát triển nhân cách không bình thường. Đại úy Hào cho biết, qua công tác điều tra hỏi cung cho thấy, các thanh thiếu niên phạm tội giết người có tính cách chung là kiềm chế kém, dễ nổi nóng, oán hận trong tình cảm. Như vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước gây chấn động dư luận cả nước thời gian qua. Chỉ vì hận tình khi bị người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh quay lưng, bị can Nguyễn Hải Dương đã rủ Vũ Văn Tiến, 24 tuổi, ngụ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện hành vi giết hại 6 người trong gia đình Linh. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong những năm gần đây, tội phạm trong lứa tuổi từ 14 đến 30 tuổi chiếm gần 70% trong tổng số tội phạm giết người. Phần lớn chưa có tiền án, tiền sự, rất ít trong đó đã có một tiền án hay một tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích. Đa số tội phạm giết người có trình độ học vấn thấp, tỷ lệ người trẻ phạm tội có trình độ văn hóa cấp 1 và cấp 2 chiếm hơn 60%. Bên cạnh đó, có tới 46% xuất thân trong những gia đình có vấn đề như bố mẹ hoặc anh chị em, là những người có tiền án, tiền sự, làm những nghề phi pháp, 18% đối tượng có hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Quảng, Phó trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát Hình sự, C45, Bộ Công an, cho biết tình hình tội phạm giết người trong giai đoạn hiện nay đang trẻ hóa, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng, đặc biệt nhiều vụ xuất phát từ những nguyên nhân rất vô lý. Trong đó, một số vụ án giết người có động cơ phạm tội do ảnh hưởng mặt trái của phim ảnh bạo lực hoặc trò chơi điện tử, thậm chí vì đua đòi ăn chơi. Như vụ án đầu tháng 7 năm 2014, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt Trần Văn Sơn, 14 tuổi và Trần Văn Đức, 13 tuổi vì ra tay sát hại bà của mình một cách dã man để cướp 4 triệu đồng nướng vào trò chơi điện tử. Hay vụ án Nguyễn Quang Mạnh, 27 tuổi, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vì cần có tiền đi hút keo chó, Mạnh chém chết chị Nguyệt, 16 tuổi, vừa sinh con được 2 tuần. Có mặt trong phiên xử án tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Mờ, mẹ của bị án Mạnh, với vẻ mặt bần thần, đôi mắt in hằn nét mệt mỏi theo thời gian, bà đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn do đứa con hư hỏng gây ra. Nhắc đến con trai, bà Mờ cố nuốt nước mắt vào trong, đôi môi như run rẩy, có chết tôi cũng không tin nổi con mình ra tay giết người.
tôi đã không dạy nó nên người, nên nó hư hỏng, chơi với đám bạn xấu, sa vào nghiện ngập. Bà M cho biết, kể từ khi hay tin con mình phạm tội giết người, bà mất ngủ vì quá đau buồn. Và đến khi bà M nghe tòa tuyên phạt con mình mức án tử hình vì tội giết người, bà xem như đó cũng là bản án cho chính mình, lòng dạ bà như chết từ khoảnh khắc đó. Vốn là một con nghiện nặng, Nguyễn Quang Mạnh, 29 tuổi, ngụ chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trở thành nỗi ưu phiền của cha mẹ. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc, Mạnh không từ một thủ đoạn nào, từ chấn lột đến cướp tiền của hàng xóm để thỏa mãn nhu cầu. Thời gian cuối năm 2013, do thường xuyên túng thiếu, nên Mạnh chuyển sang chơi những loại ma túy rẻ tiền hơn, đó là keo con chó, một chất gây nghiện được bày bán ở khắp nơi. Khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2013, Mạnh lên cơn thèm thuốc, nhưng túi lại trống rỗng. Do vậy hắn thủ sẵn một con dao Thái Lan cán gỗ vào người cùng một băng keo màu vàng, đi từ nhà ở phòng số 324 lầu 3, lô R, lang thang khắp chung cư, tìm nhà nào sơ hở để xông vào chấn cướp. Sau khoảng 20 phút đi hết từ lầu này đến lầu khác, Mạnh bất ngờ ập vào căn hộ số 222 của chị Lê Thị Hồng Liên. Lúc này, trong nhà chị Liên có bà Nguyễn Thị My và cháu Nguyễn Thị Như Ngọc, là mẹ và con của chị Liên. Khi Mạnh vừa bước vào, bà My hỏi, cháu đi đâu? Thì Mạnh nói là đi chơi. Vừa dứt lời, Mạnh dùng dao đâm vào bụng chị Liên, nhưng chị này tránh được, vết dao sượt qua bụng. Kinh hoàng trước sự manh động của Mạnh, cả nhà la lên xin Mạnh tha mạng. Thấy vậy, Mạnh cầm dao đi ra ngoài. Tuy nhiên sau đó khoảng 15 phút, Mạnh lại quay vào căn hộ này. Cả nhà chị Liên vội đóng cửa, không cho Mạnh vào. Thấy cả nhà đã sợ uy của mình, Mạnh dở giọng hăm dọa, đòi chị Liên phải cúng cho mình 500.000 đồng. Thấy không thể yên ổn nếu không xì tiền cho kẻ nổi tiếng côn đồ, chị Liên vội lấy 400.000 đồng đưa cho gã. Cốt chỉ mong cả nhà yên thân. Cầm những đồng tiền chấn được, hắn còn dọa sẽ sống chết với cả nhà chị Liên nếu hé răng việc này với công an. Cướp được món tiền kha khá, hắn lại sang căn hộ 221 của bà Giang Phụng My bên cạnh để thực hiện hành vi cướp tài sản. Thấy cửa khóa, hắn lấy con dao cạy cửa rồi vào nhà, ngang nhiên lục lọi mọi ngóc ngách trong chiếc tủ gỗ. Không thấy có tài sản gì đáng giá nên hắn bỏ ra ngoài. Lúc này chị Lê Mỹ Nguyệt, con của bà My, phát hiện có trộm vào nhà nên chi hô bà con xung quanh. Thấy vậy, Mạnh đến trước mặt chị Nguyệt rồi lạnh lùng vung dao đâm mạnh một nhát vào ngực của nạn nhân. Cú đâm trúng vào xương khiến cho cán dao bị gãy. Chưa chịu dừng lại, Mạnh lấy một con dao trong căn bếp gần đó tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Tuy bị đâm liên tiếp nhưng chị Nguyệt vẫn cố chạy đến cửa sổ để chi hô. Thấy nạn nhân cố vùng chạy ra ngoài, hắn đã dùng tay níu lại nhưng không được nên chạy về căn hộ của mình. Chị Nguyệt chạy một đoạn thì bị mất máu, nằm gục xuống rồi chút hơi thở cuối cùng trên nền gạch. Khi những người dân xung quanh đến nơi thì thấy chị Nguyệt đã chết nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó tên sát nhân này bị bắt rồi giải về trụ sở công an phường. Biết tin tòa sẽ mở phiên tòa lưu động để xét xử kẻ đâm chết cô gái vô tội, hàng trăm người dân sống trong chung cư Nguyễn Kim và khu vực lân cận đã tập trung đến theo dõi. Xuất hiện tại tòa với chiếc áo sơ mi gài kín cổ, Mạnh ráo rác nhìn khắp nơi để tìm hình ảnh người mẹ đang ngồi đâu đó trong đám đông. Mạnh là con duy nhất trong gia đình nên hắn bị bắt. Bà NTM, 52 tuổi, mẹ của Mạnh, đã khóc hết nước mắt. Biết Mạnh sẽ bị xử lưu động tại chung cư, bà hy vọng tòa sẽ tuyên một mức án thích hợp để Mạnh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện bị hại, ông Lê Hoàng Ngọc, cha chị Nguyệt, nghẹn ngào khi nhìn thấy đứa cháu ngoại mình cứ vô tư chơi đùa với tấm di ảnh người mẹ đang ở trên tay. Ông cho biết Nguyệt sinh con khi tuổi còn khá nhỏ. Hàng ngày Nguyệt ở nhà trông con để cha mẹ đi làm. Khi nghe vị đại diện viện kiểm sát đề nghị hình phạt tử hình cho các tội danh của Mạnh, ông nói, tôi tôn trọng mọi sự phán quyết của tòa. Tôi cũng chẳng mong Mạnh phải chết, vì làm như thế thì con tôi cũng không thể sống lại được. Tôi chỉ mong những người có liên quan, cha mẹ, thân nhân của Mạnh phải có trách nhiệm trong việc bù đắp lại nỗi đau, mất mát mà gia đình tôi đang phải gánh chịu. Trước hội đồng xét xử, Mạnh rất tỉnh táo khi thuật lại hành vi của mình. Được nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, Mạnh cho biết bị cáo biết là bị cáo đã gây ra một vụ trọng án, gây đau thương cho gia đình bị hại, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Xin chủ tọa và hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Trong khoảng thời gian 10 phút khi tòa nghị án, ánh mắt của Mạnh lại đổ dồn vào khuôn mặt người mẹ già nua đang ngồi ở phía dưới. Biết con đang rất gần mình, nhưng bà không thể lại gần, chỉ lau dòng nước mắt, đợi thời gian qua nhanh, để lắng nghe bản án mà tòa sẽ tuyên cho đứa con tội lỗi. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào hai tội là giết người và cướp tài sản. Do vậy hội đồng xét xử thống nhất tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Mạnh tử hình. Bản án được vị chủ tọa tuyên trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người dân. Nghe đến hai chữ tử hình, mắt của Mạnh khép chặt. Trên khuôn mặt hốc hác của hắn lăn ra giọt nước mắt. Sự ăn năn của Mạnh lúc này đã quá muộn màng. Tra tay vào còng, Mạnh lại đưa mắt nhìn về phía người mẹ già đang khóc rưng rức. Bị áp giải ra xe đặc chủng trong những phút cuối, được ở ngoài không gian tự do, Mạnh ngoái đầu rồi kêu lên: "Má ơi, má ơi." Cuối tháng 8 năm 2014, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Mạnh mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Trở lại hiện trường vụ án, đó là một khu chung cư kiểu cũ, đặc trưng cầu thang bộ, các căn hộ trần thấp, diện tích nhỏ. Chính vì chung cư lâu đời nên hầu hết các hộ gia đình ở đây đều là hàng xóm lâu năm. Căn hộ của gia đình tử tù Mạnh nằm trong góc khuất ở lầu 3. Tiếng niệm Phật đều đều phát ra từ chiếc đài nhỏ, mùi nhang lan tỏa. Ông Nguyễn Quang Hùng, cha của Mạnh, phân trần: "Sau khi con gây ra tội ác khủng khiếp, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ. Hai năm qua, ngày nào vợ chồng tôi cũng đốt nhang niệm Phật, mong tạ tội lỗi với cô gái." Ông Hùng cho biết gia đình ông sống ở đây đã hơn 30 năm. Cha mẹ kiếm cơm từng bữa nên chuyện học hành của con cái không được quan tâm. Học hết lớp 6, Mạnh nghỉ ngang với lý do học không vô nổi. Từ đó thiếu niên theo chú đi làm thợ sơn. Bà mẹ gầy yếu run rẩy kể: "Thời gian đầu, thỉnh thoảng nó có cho tôi vài đồng để đi chợ. Thấy vậy tôi cũng mừng, ai ngờ nó a dua bạn bè, mắc nghiện hồi nào không hay. Vốn dĩ dáng người nhỏ bé, cộng thêm nghiện ngập, khiến thanh niên hơn 20 tuổi thân tàn ma dại, rúm gió như ông cụ. Ấy vậy mà Mạnh cũng có gái theo. Từ ngày con trai đưa con dâu về, gia đình ông Hùng lại mua thêm ván ép, ngân thêm một phòng cho đôi trẻ. Chồng nghiện, vợ không có việc làm, thiếu thốn dẫn đến cái vã triền miên. Cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Sinh con được một tuổi, cô vợ bồng theo con ra khỏi nhà, từ đó một đi không trở lại. Từ khi vợ bế con bỏ đi, Mạnh đâm ra chán nản, bất cần hơn. Từ dùng heroin, Mạnh chuyển sang chơi hàng đá, hít keo chó." Bà mẹ ngậm ngùi: "Mỗi khi thèm thuốc, nó xin tôi 5 đến 10 ngàn. Lúc có thì tôi đưa, hôm nào mua rau mua gạo hết không còn tiền, nó lên cơn đóng cửa trong phòng, la hét ầm ĩ, đạp chân vào những miếng ván gỗ cứ thình thình. Chồng tôi biết con đã nghiện nặng, nếu cứ để ở nhà có ngày nó gây họa. Ông ấy đã đến công an khu vực trình bày đề nghị cho Mạnh đi cai nghiện bắt buộc, nhưng công an khu vực nói cứ về nhà chờ, khi nào có đợt sẽ cho đi. Từ lúc chồng tôi báo tin đến lúc xảy ra sự việc gần một tháng. Nếu nó được cho đi cai nghiện sớm, biết đâu lại không xảy ra sự việc này." Cha của tử tù tâm sự chân thành: "Bậc làm cha làm mẹ chẳng ai muốn con trở thành kẻ giết người, nhưng để con cái sa vào con đường như vậy cũng là lỗi của vợ chồng tôi không biết dạy dỗ. Hàng xóm với nhau mấy chục năm trời, nay mỗi lần bước ra gặp bố mẹ cô gái, gặp hàng xóm, chúng tôi đều cảm thấy có lỗi vô cùng." Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phán TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.